Chương một. Mở đầu của đau khổ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đặng Ngọc Hoài, cô là thư ký của Phương Khánh Huy Cô từ lâu đã đem lòng yêu anh, biết anh đã có một đứa con trai 5 tuổi, còn vợ anh đã mất vì tai nạn Nhưng cô vẫn không từ bỏ tình yêu đó Cứ nuôi nó lớn dần, rồi đến một ngày, anh chợt lạnh lùng quăng cho cô một tờ giấy kết hôn, thốt ra câu nói đầy khinh miệt đối với cô con tôi cần một người mẹ cô yêu tôi thì đồng ý ký vào giấy kết hôn đi nhưng cô sẽ không danh không phận lẳng lặng mà sống ở phương gia nhà chúng tôi cô lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều đồng ý chấp thuận hôn lễ cũng không có tổ chức cô sau khi lấy anh thì không được phép đến công ty yên phận ở nhà mà chăm sóc con trai anh đã một tuần trôi qua khi sống ở phương gia trên dưới ai nấy đều không ưa cô họ nhìn cô với ánh mắt khinh miệt chán ghét nhưng cô đều bấm bụng cho qua, cô biết họ chỉ chấp nhận người vợ quá cố của anh làm con dâu mà thôi. Còn cô thân phận thấp hèn chỉ đáng là người làm ở nhà họ. Khánh Hào, con sao mặt lắm thế? Để mẹ lau cho thấy Khánh Hào chạy vào nhà. Mặt mày lắm đất, cô gọi lại. Lấy cái khăn trong túi ra, định đưa lên lau mặt cho nhóc, liền bị nhóc gạt phát đi. Chán ghét nói. Cần gì quan tâm sao? Hơi buồn lòng, nhưng vẫn gượng gạo cười thanh âm yếu ớt cất lên khánh hào con không thể gọi gì một tiếng mẹ sao vì sao là mẹ tôi được dì đừng có vọng tưởng nữa nên nhớ tôi rất ghét gì rất ghét khi dì đồng ý lấy ba ba tôi khánh hào dáng người nhỏ nhắn gương mặt mũm mỉm đáng yêu đỏ bừng bừng hai mắt ánh lên tia căm ghét trừng thẳng vào cô cô chỉ biết câm lặng là cô sai khi đồng ý lấy anh với mong muốn thay thế cô ấy người vợ của anh khánh hào nhóc chả bận tâm đến cô một cổ căm ghét còn hiện hữu trong lòng nhóc vội vã và chạy vào phòng đóng cửa cái rầm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nhóc cô cười buồn lẳng lặng bỏ chiếc khăn trở lại vào túi xoay người vào bếp nấu bữa trưa choảng tô canh nóng hất thẳng vào chân cô rực nóng bỗng rác cô đau nhưng cắn chặt răng kìm nén nước mắt rơi ra cô nấu cho heo ăn à mẹ anh hung hăng trừng mắt liếc cô tay chỉ thẳng mặt cô mà quát, ngày nào cô cũng phải chịu cảnh mẹ chồng mắng nhiếc, hành hạ. Mặc dù rất chua xót, cô vẫn cứ im lặng không hé răng nói một lời, Khánh Hào cạnh bên cũng hất văng đĩa đồ ăn xuống đất. Nhóc đẩy ghế dứng dậy, kéo tay mẹ anh. Bà nội, chúng ta ra ngoài ăn. Vì ta đúng là làm thức ăn dở tệ, đến heo còn không thèm, lời nói quá cay nghiệt thốt ra từ đứa bé 5 tuổi làm cô buồn càng thêm buồn, cầm cự không nổi. Mặt cho nước mắt từ hốc mắt rơi ra ướt đẫm cả gương mặt hốc hác ba anh hừ lạnh rồi bỏ đi theo mẹ anh cùng khánh hào cúi đầu nhìn đôi chân đang đỏ tấy và phòng rộp cô chỉ hơi nhíu mày tìm ít thuốc mở thoa vào rồi lúi cuối dọn dẹp đối với cô sống ở đây chẳng khác nào địa ngục trần gian nhưng cô đã đưa ra quyết định sai lầm như thế thì tự mình gánh lấy hậu quả không trách cứ ai được đến tối mịt anh mới trở về Cô vẫn thức để mà đợi anh rồi đem thức ăn hâm nóng cho anh dùng bữa mà anh lại mặc kệ cô. Chỉ tùy ý nói tôi không đói mà một mạch bỏ về phòng, cô gượng gạo, vươn tay dọn dẹp thức ăn, chạy theo anh lên phòng, nhìn anh đang sắp quần áo vào vali, cô rụt rè lên tiếng hỏi. Sáng mai anh đi công tác à? Tôi đi đâu cần cô quản sao? nên nhớ tôi lấy cô về làm mẹ con tôi chứ không phải mẹ tôi mà tra với hỏi, nói rồi anh dứt khoát đi ra khỏi phòng để lại cô ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng anh. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài hai má, cô cả người dựa vào tường, vô lực mà trượt xuống từ từ. Úp mặt vào đầu gối, cô nấc nghẹn ngào, cảm xúc của cô giờ đây thật tồi tệ. Cô cảm thấy mình rất ngu ngốc. Rất ngu ngốc trong cái tình yêu mù quáng đó, cô không thể nào ngừng khóc. Cứ để nước mắt giúp cô xóa tan mọi buồn phiền. Ngày mai cô lại phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn như thế nữa, chỉ có buổi tối, cô mới dám khóc lớn một trận, vì sẽ không ai thấy cô trong bộ dạng thê thảm thế này, chẳng ai để ý nước mắt cô rơi ra từng giọt trong suốt, để bóng tối giúp cô xoa dịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, cô dây dứt khóc, tiếng khóc nghe rất thê lương như chính cô đang gào thét, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến cạn kiệt sức lực khóc đến nước mắt cạn kiệt cũng là lúc cô mệt mỏi thiếp đi trong mơ cô thấy mình có một gia đình hạnh phúc mọi người đều yêu thương cô thật sự cô muốn sống trong giấc mơ này không muốn tỉnh giấc mà đối diện sự thật tàn khốc cô chẳng mạnh mẽ mà đón nhận sự đau đớn này đến sự đau đớn khác vết sẹo thể xác họ gây ra cho cô có thể lành nhưng về tinh thần thì sẽ không bao giờ nó sẽ khắc sâu vào một đoạn ký ức trong tâm trí một từng chút từng chút mà dạy vào cô nhớ đến nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả